dẫu mà giờ còn làm nóc lát nóc quá thôi dừng nghỉ đi làm lại dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài giọt buồn giọt tôi đêm ngày cây cột mẹ trôi mất lá nghèo cũng đầy giọt sương dẫu mà cơn nắng bay lâu mà dây bầu mày còn không theo mưa dần mày lại theo đi nhớ ơi sao cha chưa về nhà trên thôi ơi hết thời thôi dừng đi đã đến bờ biển Vũng Tàu phía bên trái đây là bãi sao sau cơn mưa trời khá là trong xanh vào một buổi chiều thứ bảy trời mưa lất phất như Đà Lạt mưa sắp bạc chưa Vũng Tàu mà cứ ngỡ Đà Lạt hàng hôn đó những đầu người tắm biển mới lên gương mặt rất là hớn hở vì được combo tắm biển và tắm mưa luôn. Mấy bạn bè đi qua kiểu là rất là phấn khởi tại vì đi tắm biển mà còn được khuyến mãi thêm được hai mùa mưa cái này đi cái nắp luôn. Rồi mưa tiếp rồi mưa lại lất phất trôi tịt mái tôn của xe bữa nay có tôn bắt tôn rồi xe này xe lập tôn mà không phải xe mẹt đâu lập kích có thể nhìn ra xa ngoài bờ biển thì trắng xóa như là sương mù từ mất cái biển ủa nhìn bầu trời với cái bầu nước y chang luôn không thấy đâu là đâu luôn những cái vũng nước bên vỉa hè nhìn rất là lãng mạn nha. Đó, đứa con bé đi qua đứa con bé tắm biển tắm mưa đi qua tắm mưa trên bãi biển đó, có thể nhìn hai cha con đi rất là tình cảm dưới cơn mưa bên phải là đồi con heo mình đã đi được khá nhiều lần nhưng mà mãi chưa tìm thấy con heo nào trên đồi. Có khi nào người đi chung là heo, người bên phải trắng. Mất cái biển rồi, không thấy đảo đâu. Mưa trôi cả cái biển. Mưa trôi cả bầu trời vậy anh. Cô gái mưa, bài cô gái mưa. À, mình nhìn bên tay phải. Có một số cô gái mưa chắc là đang quay MV quý vị ạ. Này là nước nhân tạo nha, đang xịt nước để quay MV nha. Chứ không phải mưa gió gì ạ, hôm nay trời rất đẹp. Đến bên đây là mũi Nghinh Phong, bên tay trái là mũi Nghinh Phong. Phong là gió. Trời đã bớt mưa rồi đó. Tại vì khúc này mũi Nghinh Phong mà gió thổi đi rồi. Gió thổi mây, mây thành mưa. Chạy dọc đi thì đang chạy nè thì đang
cảnh phía trước nó sáng đã ghê ha. Bây giờ mình sẽ mở cửa sổ trời lên. Bây giờ mình chưa có đi ăn cái quán Anh Hào đúng không? Quán Anh Hào có cà phê và có ăn sáng á, ăn trưa rồi luôn. Tối có định vô đó ăn không? Không, sáng mai á, sáng mai mình đi Anh Hào. Tối đi ăn lẩu hay gì chắc không có đuối gì chắc. Sáng mai gần Hào cà phê với lại ăn sáng. Hôi đang nước ngập kìa. Quá. Không nha, không đi đường đó nha. Giờ tắm mưa luôn. Quá, wow, thong thoảng nghe có mùi hương nước thối ta. Vãi. Mùi hương gì ta? Nên đóng cửa sổ. Đi hưởng thụ. Nó thối gì vậy? Thối quá vậy. Hết chưa? À, được rồi đó, được rồi. À, cũng xỉu luôn. Bữa này ăn món gì là ngon nhất? Lẩu cá đối Hoàng Minh. Cái chạy lên.